Hello, xin chào anh chị em nhà đầu tư thì mình là Tân đây. Chúc chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục review thị trường chứng khoán cùng Bùi Tân. Thì hôm nay ngày 8 tháng 3 ấy, mình cũng sẽ gửi lời chúc đến toàn thể chị em phụ nữ xem kênh. Để chúc mọi người một năm khỏe mạnh này, ngày càng trẻ đẹp và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Thì trong phiên ngày hôm nay thì cũng là một cái điều hơi buồn một tí là thị trường đỏ rực đúng không? Và theo kinh nghiệm của mình ấy thì các bạn quan sát này, cây ngày 14 tháng 2 thì cũng là một cây mà đỏ rực đúng không? Thì khả năng là các anh gọi là anh em rút tiền ra tặng vợ, tặng gọi là người yêu ấy. Đấy, còn hôm nay thì 8 tháng 3 thì khả năng cũng là một cây tương tự như vậy và nó đang ở cái vùng gọi là test cứng ở cái vùng cái vùng 19 1473 hiện tại. Đấy, về cái gọi là xu hướng của thị trường thì mình đang thấy là khả năng là cái vùng khả năng vùng 1460 sẽ là một vùng là bật cứng của tức là một vùng hỗ trợ cứng của chỉ số VN Index, và khi nó chạm về 1460 mà nó bật lên ấy, thì khả năng cao ngày mai sẽ là như vậy và thị trường sẽ vẫn ở xu hướng gọi là sideways và vẫn đang ở trong xu hướng chân tăng nhé các bạn nhé. Đấy, vẫn đang ở một xu hướng chân tăng với việc là bó hộp chữ nhật này. Đấy, xu hướng này thì hộp chữ nhật đang bó hẹp dần và thị trường sẽ dao động như này này, mình sẽ cho các bạn thấy cái xu hướng một chút. Đấy, và nó sẽ trong một cái xu hướng bó hẹp dần như này. Đấy, và dần 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 thì nó sẽ đi về một cái xu hướng gọi là downtrend ở một cái khúc nào đó. Đấy, thì các bạn có thể quan sát. Đấy, và mình thấy là khả năng là cái vùng 1600 là một cái vùng mà trong năm 2022 này có thể đạt được. Sau đấy thì thị trường nó sẽ đi vào một xu hướng tích lũy ở một cái giai đoạn vùng điểm thấp hơn đấy. Còn các bạn nên nhớ là khi mà nó đi vào đao chen ấy, thì thị trường ấy nó sẽ rất là khủng khiếp đấy, và sẽ cần những cái bài toán quản trị cũng như là lựa chọn cổ phiếu rất là gắt gao, và với mình thì thường thị trường đao chen mình sẽ ngồi ngoài cuộc chơi đấy, thì ngồi ngoài cuộc chơi một thời gian sau đấy thì mình sẽ đi tìm những cổ phiếu mà nó thực sự có câu chuyện mạnh và mình sẽ vào lại đấy. Những anh chị em nhà F0 ấy, ở F0 mà mọi người không biết những cái cơ bản đấy, về cái việc mà trong đầu tư sống ngắn hạn thì cái việc ngồi ngoài cũng là đã chiến thắng thị trường rồi đấy. Đấy, kinh nghiệm của mình chia sẻ như vậy. Ok, thì năm nay thì mình đã chia sẻ mọi người là anh chị em nào theo kênh của mình ấy thì mình cũng sẽ cho mọi người những quyền lợi rất là tốt. Thứ nhất là cái việc mà mình sẽ đưa ra những giỏ cổ phiếu cũng như khuyến nghị hàng ngày, tức là theo cái khuyến nghị của mình ấy thì anh chị em có thể đo lường được cái mức độ hiệu quả của việc đầu tư. Đấy, và cái mục đích của mình chủ yếu là giúp mọi người, những cái anh chị em nhà đầu tư mà mọi người chưa có kinh nghiệm, mọi người đang tìm đường hướng để đầu tư ấy mà chưa biết làm như nào đấy, chưa biết là cơ cấu giỏ cổ phiếu sao cho phù hợp, thì mình sẽ năm nay mình sẽ đưa cho mọi người những cái khuyến nghị riêng của mình, và chỉ những anh chị em xem kênh thì mọi người mới được những quyền lợi như vậy thôi đấy. Và mọi người nếu mà ai có bạn bè mà vẫn còn đang loay hoay với việc tìm cổ phiếu cũng như là những cái gọi là góc nhìn về thị trường ấy, sao cho chuẩn ấy, thì mình sẽ là cái người bạn đồng hành rất là tốt với anh chị em đấy. Thì mọi người có thể theo sát giỏ cổ phiếu hàng ngày của mình nhé, xảy ra vấn đề thì mình sẽ báo ngay với HDG này. Các bạn nhìn nhé, HDG mình đã báo chốt ở vùng 70 đấy, đã chốt ở vùng 70 rồi và mình thấy là nó mang lại hiệu suất rất là tốt đúng không. Hôm nay phiên rũ như này này với nhịp đánh của HDG ấy, thì các bạn quan sát này, HDG thì thường nó sẽ đánh tạo thành hai đáy đấy, và thậm chí là ba đáy thì trước khi nó đi lên tiếp, và khả năng HDG mình nghĩ là nó sẽ về cái vùng này để tạo đáy này. Đấy, cái vùng khoảng giá 64 này tạo đáy như cái đoạn trước khoảng 15 đến 20%. Đấy, vào đến đây nó sẽ như này. Đấy, tức là về lại cái vùng test, lại cái vùng gọi là kháng cự ở đỉnh. Đấy, nó là đi xuống nhịp đáy nữa. Đấy, sau đấy nó sẽ lại đi lên. Và với HDG thì ở cái vùng giá 64 này các bạn có thể bắt lại nhé. Đấy, ở vùng giá 64 này các bạn có thể bắt lại được HDG. Ok chưa? Đấy, và thấp hơn một tí nữa thì khá là ok. Còn với FRT, ADPM thì mình đã cho chốt lời một phần rồi. ADPM cho chốt lời một phần rồi, và nếu nó thủng 60 thì mọi người có thể là chốt lời hoàn toàn nhé. Đấy, nếu nó thủng 60 là chốt lời hoàn toàn, tại vì
Hiện tại thì lên đến đỉnh thì có những cái phiên rung lắc với lại vol to như này thì khả năng là nó sẽ cần những cái nhịp điều chỉnh rũ xuống và tích lũy lại như giai đoạn trước nhá. Các bạn nhìn này, nó rũ xong nó sẽ tạo hai đáy và gần như là hết động lực đi lên. Đấy, mình vào giai đoạn đợt trước ấy, nó cũng bơm rất là nhiều tin tốt và không thể kéo được cái cổ phiếu đi lên về giá nữa, thì nó sẽ có những nhịp rũ rất là mạnh đấy, và thậm chí là phân phối. Thì các bạn sẽ phải quan tâm lại, bây giờ câu chuyện của Nga và Ukraine thì nó không còn mới nữa, mà nếu ăn theo cái lệnh đó của doanh nghiệp thì nó phải chờ đến kết quả kinh doanh quý quý 1 đấy, kết quả kinh doanh quý 1 của năm 2022. Và hiện tại thì đang có một khoảng trống về thông tin về kết quả báo cáo kinh doanh của năm thẳng quý 1 2022 thì thị trường nó sẽ không sẵn sàng trả giá cao nữa cho DPM đâu. Đấy, thì các bạn cũng phải lên những kịch bản, ví dụ như là thị trường không chịu trả giá cao thì mọi người sẽ phải chốt lời, và chốt lời thì sẽ tìm những cái nhịp khác để vào để ăn theo sóng chẳng hạn, để ăn những nhịp mỏng mỏng như này thôi đấy, 10 15% thôi mà chạy ra thôi đấy. Và mình nghĩ là khoảng DPM khả năng nó giữ về 56 là khá cao đấy, nên là mọi người cũng phải quản trị tài khoản tốt nhá, đấy. Không mua mới và sẽ phải chờ những cái nhịp mà nó điều chỉnh đấy, ví dụ như là khi mà nó tạo đáy này, nó đi lên này, thế bắt đầu phải có một phiên mà nó rút chân và đi lên thì mọi người sẽ căn chỉnh. Tuy nhiên thì nó khá rủi ro nên là mình cũng sẽ đưa ra góc nhìn thôi. FLT thì phiên nay mình nghĩ là nó cũng đã đạt những cái định giá của mình sẵn rồi, tức là trong năm nay thì nó vùng giá khoảng 140 là hợp lý. Thì FLT với mình thì mình đã báo các bạn là target 1-2x thì nó cũng là phù hợp thôi, đúng không? Đấy, và khả năng cây ngày hôm nay rũ như này thì nó sẽ phải test lại cái vùng đỉnh của nó, và không test lại nữa thì lại phải quay trở lại cái mốc gọi là hỗ trợ đấy, hai mốc hỗ trợ này, hỗ trợ ở đây sẽ là hỗ trợ cứng của nó, và cái nền giá 78 mình nghĩ là một cái nền giá mà an toàn. Và nếu mà ở cái vùng này mà nó test thành công đấy, và nó đi lên tiếp thì mọi người sẽ cân nhắc vào lại sau. Còn PSD thì mình đã báo chốt rồi. À, BC1 này tăng rất là tốt nhé. Hôm nay đã đạt đến cái vùng target ngắn hạn rồi. Và bởi vì câu chuyện của BC1 hôm qua mình đã phân tích khá là kỹ đúng không? Thì mọi người mua theo thì cũng đều đạt được những kết quả rất tốt. Hôm nay có một phiên tăng vượt đỉnh mà nổ vol như này thì khả năng nó sẽ tăng đến cái vùng khoảng 44 đến 45, thì canh ở vùng đấy mọi người chốt ngắn hạn nhé. Còn BC1 thì mình nghĩ là cái vùng 44 45 sau đấy thì nó sẽ điều chỉnh lại, thì mọi người sẽ canh mua lại sau. Còn giai đoạn này thì không nên gọi là hold dài. Đấy, giai đoạn này mình nghĩ là nên đánh ngắn hạn và canh những cái nhịp mà đánh theo sóng swing trade. Mình là một trường theo trường phái của Dan Zangor ấy, thì ông ấy đánh hay đánh theo cái trường phái lướt theo sóng. Đấy, và canh những cái nhịp mà nó lướt theo sóng tam giác này thì đánh rất là hiệu quả. Đấy, đúng không? Đấy, canh những nhịp đánh tam giác này rất là hiệu quả. Và những cái khóa mà phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật mình chỉ ra rất là nhiều. Đấy, và mình thì theo trường phái kỹ thuật. Tuy nhiên năm nay thì mình sẽ vì một số anh chị em mà không biết điểm ra vào hợp lý, mình sẽ làm những cái khóa phân tích kỹ thuật nữa, lựa chọn điểm mua cũng như là những công cụ hỗ trợ mọi người đấy. Như DPG mình cũng làm một clip hướng dẫn mọi người cái lý do vì sao mình mua nó, thì vì trong phiên này, tức là mọi người sẽ quan sát này đấy, DPG này nó là ở cái vùng gọi là có hỗ trợ MA 10 rồi đấy. Sau đấy thì trong một cái phiên mà gọi là giá bập rất là lớn vào và vol tăng so với phiên trung bình 5 phiên 10 phiên nó tăng hơn 50% và mình đã nhảy vào mình mua. Và các bạn nhìn này, kết quả T3 về rất hiệu quả đúng không? Và DPG là một trong những cổ phiếu mình đã phân tích rất kỹ, và bạn nào mà quan tâm đến những cái cổ phiếu mà mình khuyến nghị ấy, thì mọi người có thể là vào những cái Facebook của mình này. Đấy, mình ra viết thỉnh thoảng cũng sẽ phím, cũng sẽ đưa ra những cái quan điểm về cổ phiếu giúp cho mọi người có thể làm có được những cái cơ hội. Mình sẽ chia sẻ, như mã nào mình đầu tư thì mình sẽ chia sẻ đấy. Đấy, HH mình chia sẻ nhé, FLT này, cơ hội này. Đấy, đúng ngày sau nó phi đấy, mình cũng chia sẻ những cơ hội rất là tốt. Nữa là DBG đang vượt cản chéo với con to này, cổ phiếu rất tiềm năng đấy, và đây là cái vùng gọi là vùng kháng cự nó đây. Hôm nay thì nó đã vượt được cái mấy phiên vừa rồi ấy, nó đã vượt cái vùng cản khá là nặng của nó đây, đây khoảng quanh vùng này đấy, 70 đến 70 mấy đấy. Hôm nay thì quay
có một phiên nhảy đến đây, tuy nhiên thì cái áp lực bán ở đây nó cũng rất là dày đấy, mình thấy là cái áp lực bán đây rất là dày này, khoảng 74, và ngày mai nó mà test vượt qua đỉnh này thì khả năng nó sẽ vượt đến khoảng giá 7,85 nhé các nhé. Tuy nhiên cổ phiếu này thì mình đã đưa vào trong cái tổng quan của một cái clip khác để phân tích cái điểm mua điểm bán, thì các bạn có thể tham khảo thêm đấy. Thì clip đấy thì nó là cái phần các bạn có thể xem ở đây nhé, mình sẽ chỉ cho các bạn, tại vì nhiều anh chị em thì không để ý hết được những clip mà mình post lên, tại vì mọi người cũng bật chuyện này chuyện kia ấy, và vì thế thì mình sẽ đưa ra những cái góc nhìn để đưa ra những cái tổng quát lại và tóm tắt lại để cho mọi người có thể là theo sát kênh của mình hơn đấy. Đấy chính là cái phần tự học chứng khoán tập 1 này này, mình đã chỉ ra rất kỹ nhá, mọi người nhớ xem đi xem lại và chia sẻ cho ai mà đang cần đấy, mình cũng rất là vui vì mọi người sẽ đem lại giá trị cho cộng đồng nhiều hơn. Tiếp đến là cổ phiếu HH, HH thì giá 85 chốt lời 1/3 rồi, thì hôm nay mình sẽ khuyến nghị là chốt lời hết nhá, chốt lời hết giá khoảng 90 là chốt lời hết. Và mình thấy là cứ nhóm anh cả này thì hôm nay điều chỉnh rất mạnh, thì các bạn có thể là chốt lời hết và canh lại vùng giá sau, vùng giá gọi là back test lại cái hỗ trợ khoảng 78 đến 80 để mọi người mua lại đấy, không sao cả. Câu chuyện của HH ấy, thì là vẫn là doanh nghiệp được hưởng lợi bởi cái việc mà giá cước tàu bè đang cao ấy. Đấy thì để mà tra giá cước tàu bè thì các bạn có thể vào những cái trang như là World Container Index này đấy, để các bạn nhìn để xem là cái xu hướng của giá tàu, từ đó thì các bạn có thể đưa ra những góc nhìn là vẫn là xu hướng tốt như vậy thì giá như vậy thì mọi người có sợ hay không, để tiếp tục tăng giảm 2% đấy. Tuy nhiên thì vẫn đang trong một xu hướng ổn định sideways ở nền giá cao, thì đánh giá là HH đoạn này họ còn mua thêm tàu mới thì khả năng là cái về những cái năm mà họ được hưởng lợi bởi cái việc mà vòng quay của container tắc nghẽn ấy, đấy thì kinh tế của họ đã ổn hơn rất nhiều, dòng quay về tài chính cũng như là dòng quay về kinh doanh của họ rất là mạnh, và họ đầu tư trang thiết bị mới, họ mở rộng cơ sở sản xuất ra, thì đây là một trong những kinh mới để giúp cho HH ngoài cái việc hưởng lợi bởi giá công thì còn là cái việc mà doanh nghiệp nội tại phát triển đi lên mạnh mẽ đấy, rất là ổn. Và đoạn vừa rồi thì HH cũng rất nhiều những cái gọi là cổ đông mới, những cổ đông mà sẵn sàng bám cùng doanh nghiệp, bám trụ cùng doanh nghiệp đi cùng ấy, đây cũng là một trong những lưu ý mà mọi người có thể để ý được, giống kiểu HDG có con VCI, tức là có cổ đông VCI là cũng đi cùng để đồng hành cùng doanh nghiệp đấy. Còn cổ phiếu DXG thì hôm nay khá xấu đúng không? Đấy, mình sẽ xem là cái hướng xử lý cho anh chị em như nào. Đấy. Đấy cơ thì cái vùng gọi là hỗ trợ của nó là khoảng 40. Đấy, khoảng 40 nhá. Hôm nay một phiên rất xấu với việc bất động sản đầu ngành như là DG bị chốt lời mạnh. Đấy, tuy nhiên thì mình nghĩ là mai mà kéo xanh lên thì DG vẫn giữ được. DG thì xấu lắm thì ở cái khoảng 39 này. Đấy, 39 này. Đấy, có cây nến rút chân đẹp này. Đấy. Đây này, khoảng vùng 38 39 này sẽ có một cây nến rút chân đẹp nha các bạn nhé. Đấy, mà mình quan sát trong cái phiên đấy rồi. Thật ra là trước đây mua mình đã mua từ vùng giá 38 và mình đã quan sát rồi. Thì trong một cái cây hỗ trợ ở đây, hỗ trợ chạm cứng ấy, tức là có dòng tiền to vào bắt đáy ấy, thì khả năng là về 39 mà rút được chân lên thì các bạn giữ được nhé. Còn nếu mà về 39 mà không rút được chân lên thì các bạn sẽ hạ tỷ trọng. Đấy, và sau đó thì canh mua lại ở cái vùng giá khoảng, đây mình xem là sẽ là vùng giá khoảng 37 đấy, thì các bạn có thể theo như hướng xử lý như vậy. CFV thì quá tuyệt vời rồi, đây cổ phiếu mà mình đang thấy là vẫn giữ được nhé, vẫn giữ được chứ vấn đề gì cả. CFV thì đấy gần 60 rồi, 60 thì mọi người nếu mà target ngắn thì là chốt lời được rồi đấy. Đấy còn nếu mai dài dài một tí thì đây mọi người nhìn thấy những cái cây chỉnh của CFP này chính là những cây mà mình hay gia tăng, tuy nhiên thì đoạn này đã gần sát cái vùng gọi là giá cao rồi ấy, thì mình sẽ không gia tăng nữa và mình sẽ cầm để đấy thôi. Đấy cây như ngày hôm nay với thị trường như này là khỏe thì mọi người có thể là giữ được đấy, nhìn đây có C hôm nay chỉnh như này mới là xấu này, còn CFP thì vẫn rất là đẹp nhé,
thì mọi người cứ giữ để ngày mai có thể tăng đến vùng 65 thì mọi người chốt lời dần không sao cả. Đấy, còn lại thì có thể lên được cái vùng đỉnh cũ, mình rất kỳ vọng nó lên được đỉnh cũ khá là cao. Game của nó khá khá giống với lại con DQC này. Này, DQC thì đang có dấu hiệu đảo chiều đây này. Ok, thì những cái giỏ cổ phiếu hôm qua mình, hôm nay có SSI đúng không? SSI thì mình đã phân tích hôm qua, mình cũng nghĩ thì SSI vẫn rất là đẹp. Đấy, so với lại dòng chứng thì SSI là rất là khỏe nhá. Bị thị trường giảm đến 23 điểm mà SSI thuộc rổ VN30, thậm chí là đầu phiên nó còn lên được 80, 48 này, để tăng 3-4%. Tiếp phiên thì giữ được sắc xanh rất là đẹp. Và von to như này thì đang thấy là dòng tiền vào rất là mạnh. Đấy, kéo cái cổ phiếu này lên. Đấy, vẫn giữ xuống trend tăng. Và khả năng ngày mai tiếp tục phi lên nữa thì đích là khoảng 50 là hoàn toàn có thể đạt được nhé. Đấy. Game tăng vốn sắp cận kề rồi. HDC thì như nào? HDC thì vẫn đẹp. Đấy, vẫn bán MA10 đi lên. Đấy, vẫn giữ được một cái trend tăng. Đấy. Vẫn giữ trend tăng. Đấy, trend tăng tam giác này là khỏe nhé. HDC thì mình thấy là cây nến rút chân như này là đẹp. So với lại những cái thằng khác thì HDC là cổ phiếu mình đánh giá là khỏe giai đoạn này. Bên cạnh TG, TG thì mình đã đưa ra khuyến nghị ở đoạn trước cho nhiều anh chị em rồi. Đấy. Còn nếu mà mọi người ở trong những cái Zoom gọi là clip của mình ấy thì thậm chí là những cái cổ phiếu mà mình vào ấy thì mình cũng đều đưa ra những cái gọi là cơ sở để cho mọi người đi đi cùng mình ấy. Đấy, khi mà mình vào cổ phiếu thì mình hay báo mọi người mà. Đấy, thì ví dụ như DRI chẳng hạn. Đấy, vì cái tài sản của mình nó phân bổ ở những cổ phiếu khác rồi. Nên là những cái cổ phiếu mà mình khuyến nghị mình sẽ hay phím, tức là mình vào và mình theo dõi cùng ấy, mình sẽ vào thì chọc bé một tí. Thì DRI là một cổ phiếu mà mình vào và đạt lợi nhuận rất là tốt. Mình phát hiện ra sóng dầu ấy, tức là dầu tăng ấy, thì mua đuổi dầu rất là khó. Đấy, mua đuổi dầu rất là khó, mình phải công nhận là mua đuổi dầu rất là khó. Đấy, nó tăng như này thì khả năng rất là khó vào. Và đoạn trước các bạn quan sát này, tăng rồi nó phi lên như này rất là khó nhé. BVD này phi dòng chỉnh rất là khó chịu, thì bình thường mình sẽ không đánh dầu đâu, mình ít khi đánh dầu ấy. Và mình sẽ chọn những cái cổ phiếu mà được hưởng lợi giá dầu ấy. Thì mình chọn ngay cao su đấy. Đấy, cao su phi này, DPR này, những cổ phiếu này đấy. Trong Zoom VIP mình đều đưa ra những quan điểm về cổ phiếu cao su mà. Đấy, thì mình chọn DPR và DRI là hai cổ phiếu tốt. Nhưng mà mình khuyến nghị DRI thậm chí T3 về ngày mai hàng về lãi 25%. Đấy. Hay là thậm chí là hút, để các bạn nhìn nhá. Hút mình đã đưa ra khuyến nghị nhá. Và chẳng ai mấy ai hiểu được hút từ cái đoạn mà mình phím giá 18 đâu. Đấy. Hút thực ra là mình phím từ giá 18 này. Đấy, 18 này. Đấy. Trong cái file mà theo dõi cái Zoom VIP của mình thì mình có đưa ra. Đấy, và đoạn này chính là cái đoạn mình phát hiện ra dòng tiền mạnh là mình cũng đã đưa ra khuyến nghị này. Đấy, và khi nó điều chỉnh như này thì mình cũng đã đưa ra khuyến nghị là mua ở vùng giá 30 nhé. Đấy, và bây giờ là về là lãi 20 đến 25%. Đấy, thì đấy là những cái cổ phiếu riêng của những cái nhóm mình tư vấn. Còn lại thì anh chị em ở trong cái cộng đồng kênh YouTube của mình thì cứ yên tâm. Thì năm nay mình sẽ đã cam kết là mình sẽ đi cùng mọi người đầu tư sao cho hiệu quả, kể cả thị trường có sập thì mọi người cũng sẽ bảo toàn được phần vốn và có lãi. Đấy, lãi hơn ngân hàng là chắc chắn. Đấy, trong giai đoạn quý 1 thôi mà mình đã thấy là gần như là chưa lỗ mã nào. Đấy, gần như là chưa lỗ mã nào nhé, từ Tết đến bây giờ, Tết ra đến bây giờ. Và chỉ có mỗi DXG là đang xấu một chút và mình đã đưa ra cái phương án xử lý. Còn HDC thì vẫn rất là đẹp nhé. HDC và DXG đang là hai cổ phiếu mà bị âm một chút. Đấy, thì mình cũng sẽ đưa ra theo sát các bạn, gọi là theo sát các bạn để đưa ra những cái nhận định để tốt hơn. Còn hôm nay thì xem là thị trường như nào nhá. Đấy, mình sẽ tổng quan lại thị trường hôm nay này. Thứ nhất là biến động rất là mạnh bởi nhóm cổ phiếu VN30. Đấy, các bạn nhìn thấy Vietcombank này, những cổ phiếu đầu ngành của VN30 gần như là điều chỉnh này, bất động sản này, ngân hàng này, đấy, thép này, khí ga này, không là ngân hàng, gần như ngân hàng này giảm rất là sâu. Bên cạnh đó thì những cái cổ phiếu mà nhóm ngành điện EC1 này cũng đang cho thấy những cái sức sống rất là tương đối tốt. Đấy, và nhìn cái bảng đa phần là đỏ nhá, nhìn rất là khủng khiếp. Tuy nhiên thì thị trường hôm nay thì lại có một cái điểm rất là xấu ở những cổ phiếu Benny. Đấy, các bạn nhìn này, những cổ phiếu Benny hôm nay lại tím này.
SVF này, xong lại cả ORC này. ORC câu chuyện nó mình sẽ đi tìm hiểu, thì nếu mà có những cái thông tin mình sẽ báo cho các bạn. Nhưng ORC nếu mà tăng như này thì khả năng nó sẽ tăng rất là mạnh vào tới đấy. Mình sẽ quan sát và đưa ra câu chuyện cho các bạn đấy, cập nhật câu chuyện giống hút đấy, hút mình cũng đưa ra câu chuyện cho các bạn nhé đấy. Còn nhóm ngành gọi là du lịch hôm nay mình lại thấy một cái sức sống lại lại nhé, nhóm ngành du lịch và nhóm ngành y tế đồng tiền đang luân chuyển, khá luân chuyển đấy. Thì đấy, thì hôm nay vào tiền rất là mạnh đấy. TNH này thì bệnh viện Tây Nguyên này có rất nhiều bên, tức là kể cả những cái bên mà làm về chứng khoán, tức là những cái bên nhận định như SSI họ định giá đến 8x. Vì sao họ định giá đến 8x? Thì nó phải là một cái câu chuyện rất là hay, tức là đa phần anh chị em nhìn vào bệnh viện Tây Nguyên thì mọi người nhìn là doanh thu các thứ là không ăn thua, đúng không? Tuy nhiên thì cũng phải nhìn lại cái việc mà vì sao FLT mà PE cao như vậy, hay đi mua PE thậm chí trên AX mà nó vẫn định giá được, mà cái giá của nó vẫn đang ở neo ở vùng giá cao. Tại vì với lại những doanh nghiệp bán lẻ ấy, thì mọi người phải định giá theo vấn đề về cái sản lượng kinh doanh đấy, và doanh thu, tức là khi mà khách hàng họ đến họ trải nghiệm và họ thành khách quen, thì lúc đấy cái phần khách hàng trở nên quen biết ấy, và họ có giữ thói quen hàng ngày hàng giờ để họ tiêu thụ hàng hóa, thì mới là cái định giá chuẩn đấy. Là nó áp dụng cho những cái ngành gọi là ngành bán lẻ đấy, tức là xem định giá theo doanh thu đấy. Càng nhiều khách hàng thì tiềm năng trong tương lai mang lại lợi nhuận càng tốt đấy. Thì TNH cũng thế, với việc mà khách hàng bệnh nhân họ đến họ kiểm tra định kỳ ấy, thì sẽ educate, tức là sẽ giáo dục khách hàng là sẽ phải thường xuyên quay trở lại để khám định kỳ, thì những cái đấy nó sẽ định giá trong tương lai và chiết khấu vào trực tiếp giá của TNH trong tương lai. Và khi cái thương hiệu TNH ấy, nó được bung giảng ạ, nó cũng sẽ đưa ra những cơ sở, ví dụ như Tu Cúc ấy, thì các bạn có thể để ý này, khi mà nó mở ngày càng nhiều cơ sở hơn thì cái lượng khách tiếp cận thì sẽ ngày càng nhiều hơn. Và hiện tại thì chắc là mọi người đều thấy là cái thói quen sinh hoạt cũng như thói quen khám bệnh của đa phần anh chị em cũng như là các người lớn tuổi này hay trẻ nhỏ ấy, thì đều trở nên rất là quen thuộc với việc mà khám định kỳ đấy, để giúp cho mọi người theo dõi sức khỏe này cũng như là đưa ra những phương án trị liệu làm sao tốt nhất cho cơ thể đấy. Và mình thấy là TNH cũng đang đi theo một cái hướng như vậy, thì định giá của TNH cao thì cũng là một cái điều dễ hiểu. Và những cái công ty như SSI họ định giá TNH đến 80 đấy. TNH này thực ra là mình cũng có được những góc nhìn hồi xưa, mà cũng chia sẻ là đợt trước thì mình vào có hơi vớ, tức là cái vùng 47 này đấy, cái vùng 47 này cũng đã tư vấn cho những cái anh chị em ở trên kênh YouTube để hơi vớ một tí. Tuy nhiên thì mọi người chốt lời thì vẫn không bị lỗ đấy, chốt lời thì vẫn chốt lời được, tức là khi đảo chiều không tăng nữa thì chạm vi phạm thì mọi người cắt. Mình nhớ là kênh của mình thì khuyến nghị giá 45 này đấy, nhưng mà nhiều anh chị em thì khi mà ở cái sườn này thì mọi người nhớ đu bám. Tuy nhiên thì bây giờ đu bám rồi mà hiểu doanh nghiệp thì vẫn giữ và đều mang lại tỷ suất lợi nhuận rất là tốt, đúng không? Mà nó còn sideways như này thì khả năng vượt đỉnh rất là ngon. Ok, thì thị trường hôm nay thì mình cũng sẽ review ngắn gọn như vậy thôi. Đấy, xem lại những thông tin về một số cái thông tin về vĩ mô, xem là những cái thông tin kịch bản nào đang làm thị trường bị tác động xấu. Đấy, Warren Buffett quay lại top 5 người giàu nhất thế giới. À, câu chuyện rất là hay, tức là Warren Buffett cũng mua đuổi cổ phiếu về dầu mỏ ấy. Nếu các bạn tìm đọc những cái tờ báo ấy, thì Warren Buffett đang mua đuổi cổ phiếu dầu mỏ bên Mỹ nhá, và người ta nhìn thấy cơ hội đối với lại những cái ngành về dầu mỏ khi mà giá dầu sẽ tăng leo thang ở những cái mốc khoảng là 130 đến 150 đô la trên một thùng, thì đây là cơ hội đấy. Còn ở Việt Nam thì diễn biến có thể khác, và công ty Việt Nam thì cũng sẽ à TG, đây cổ phiếu rất hay nhá, TG cổ phiếu rất hay nhá, các bạn có thể để ý cổ phiếu này. Thứ nhất là cái việc mà nó đang có phát hành đấy, giá 10 ESOP ấy, giá 10k ESOP. Thứ hai là cái đất của nó ở cái vùng và Phú Thọ, đây cho các bạn Google. Còn TG là rất hay luôn đấy,
Đất Phú Thọ ngay gần L14 luôn. Đấy, L14 bây giờ giá cao ngất ngưởng như vậy thì chẳng có lý do gì mà đất ở con này lại nó lại không cao. Vườn vua mà. Này, Phú Thọ, đấy, Phú Thọ này. Đấy, vườn vua resort Phú Thọ đây. Đấy. Ao hồ này cạnh sông Đà luôn, rất là đẹp, vị trí resort này bán rất là chạy nhá, từ Hà Nội về khu này thì nó rất là gần thôi. Đấy, từ Hà Nội về này có đường cao tốc đi rất là đẹp luôn. Đấy, khoảng 1 tiếng rưỡi đi, hôm nọ mình cũng về rồi. Đấy, và mình thấy là dự án này nó bán rất là cao, giá khoảng 30 triệu một mét vuông, mà những cái vụ giá vốn của những cái của TG ấy là đất dụng chuyển đổi mà, nên là rất rẻ. Đấy. Đấy. Và theo dõi con TG này một thời gian thì mình quan sát kể cả trong phiên ấy, cổ phiếu này mình cũng rất thích. Thứ nhất là nó đang ở xu hướng trend tăng nhé. Đấy, mình đã khuyến nghị rồi. Và mình rất ưa chuộng những cổ phiếu mà lướt ở trên trend tăng của nó, mà trend tăng hình tam giác này là những cái cổ phiếu mà lướt sớm nhất. Đấy. Đấy, chọn cổ phiếu lướt thì phải chọn những mô hình mà nó đi vào đúng quỹ đạo, lướt này vẫn rất là sướng. Đấy, và mình theo dõi con TG nhé, tức là vì lãnh đạo đang gom ấy nên là nó gọi là kem vùng giá rất là nhiều luôn, nó đánh like ví dụ như là hôm nọ lên từ giá 24 lên 25 chẳng hạn. Đấy thì có lệnh chặn đầu chặn đít. Đấy, nó không cho giá lên và nó đánh giữ kẹp để cho cái giá duy trì ở vùng vừa muốn giá lên lại vừa muốn lãnh đạo gom ấy. Thế thành ra nó đánh rất là dè dặt thôi. Cứ 5 6 phiên thì nó lại trong tăng lên một giá. Mà con này nếu mà không có lái kèm nhé, mình thấy là khả năng nó phi rất là cao. Đấy. Đấy, khả năng là đây là một số thông tin mà làm cho TG là đoạn này giữ giá rất là chặt nhé. Đấy, và các bạn có thể quan tâm được cổ phiếu này. Đấy, vùng giá khoảng 26 thì mua yên tâm, và tắc ép của nó khoảng đỉnh cũ 3 3x được. Đấy, tí nữa mình sẽ có thể là đưa TG lại vào list để các bạn có thể quan sát thêm. Đấy. À, mà thôi, đoạn này thị trường như vậy thì TG sẽ là một gợi ý cho các bạn ở trong kênh thôi. Mình sẽ đưa ra những cái góc quan sát đấy, để cho các bạn có thể theo dõi. Ok, thì hôm nay cái phiên nhận định thị trường ấy, mình sẽ làm ngắn gọn như vậy thôi. Thì chúc mọi người có một buổi tối 8 tháng 3 vui vẻ. Đấy, chúc cho chị em thì ngày mai giao dịch ok, lại có gọi là niềm vui và nụ cười ở trên môi. Chào mọi người.